xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Phong, phó giám đốc trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lên trao giấy chứng nhận và huy chương cho các vận động viên. Xin trân trọng kính mời ông. Nội dung đôi nam nữ 14, 15 chuẩn bị. Xin trân trọng cảm ơn ông. Nội dung đôi nam nữ 14, 15 huy chương đồng.